Cháu xin gửi tới cả nhà mình bài Một làn điệu đò đưa lời cổ. Trân trọng kính mời toàn thể các cô chú, các anh chị trong câu lạc bộ cùng đến với Một làn điệu đò đưa để mở đầu cho chương trình văn nghệ giao lưu với câu lạc bộ nhà mình nhé. Thì trong son sắc vẻ đẹp.
Cháu xin chào 12 các cô chú trong và ngoài câu lạc bộ đã đến với câu lạc bộ Yêu Thích Dân Ca và Chèo Quê Lụa Hà Tây. Rất là vui mừng, rất là phấn khởi trước những lời mời của ban quản trị cũng như là các thành viên trong câu lạc bộ đã rất là yêu quý cháu, yêu quý em và đón em về với sân khấu của nhà mình. Rất là trân trọng được chào đón toàn thể các cô chú và anh các chị, và không biết là nói lời cảm ơn cảm tạ như thế nào cả, mà cháu cũng chỉ mong rằng cố gắng làm sao để hát thật tốt, hát thật hay để mọi người cùng được nghe và cảm nhận được lời bài hát. Và qua đây thì em cũng xin muốn chia sẻ một chút với câu lạc bộ mình. Là hiện tại là câu lạc bộ mình em biết là đang có 3.261 thành viên và có 10 quản trị viên. Như vậy thì là một con số cũng rất là tương đối là đông rồi. Thế nhưng mà hiện tại thì em mới vào được 10 phút và bây giờ được có 10 khán giả thôi. Thì thật sự là cái việc mà em mong muốn vào câu lạc bộ mình để muốn là đưa câu lạc bộ mình đi lên, chứ thật ra thì em cũng không muốn là đông khán giả quá mà cũng không muốn ít khán giả tí nào. Về tương đối thì là trong toàn thể các câu lạc bộ em cũng mong muốn là các thành viên nhà mình luôn luôn đồng hành cổ vũ cùng với câu lạc bộ, chứ để cho các câu lạc bộ, để cho các quản trị viên hoặc là cái người xem nó ít quá thì các thành viên trong câu lạc bộ nên cố gắng làm sao để cho câu lạc bộ mình đi lên. Đi lên là làm sao, có nghĩa là khán giả đông, thành viên trong câu lạc bộ vào cổ vũ tương đối, và hơn nữa là các ca sĩ lên sóng ngày một phát triển, ngày một giọng ca càng ngày càng đi lên. Đấy là mong muốn của cháu, của em là như vậy. Chứ còn thì không phải là em vào câu lạc bộ này ngày hôm nay để em muốn câu khán giả hay là gì cả, mà em chỉ muốn là mang cái tiếng hát của mình để làm sao có thể là có một chút chia sẻ gì đó để mong rằng câu lạc bộ mình càng ngày càng đi lên. Đấy là điều mong muốn nhất, chứ không phải là cháu em vào đây để em có mục đích gì khác, mà là em muốn tri ân tới tất cả những khán giả của câu lạc bộ đã luôn luôn dành tình cảm cho em trong suốt thời gian qua. Và không biết là cảm ơn như thế nào cả, thì em hôm nay em lên sóng, em được sự cho phép của ban quản trị được nhận lời mời đó, thì em trở về với sân khấu của nhà mình. Đấy là những chia sẻ của em là như vậy. Mong rằng là các câu lạc bộ nhà mình, các thành viên luôn luôn đồng hành cùng đưa câu lạc bộ đi lên, có được không ạ? Tiếp theo cháu xin gửi, em xin gửi tới cả nhà mình tác phẩm tiếp theo nhá. Free ship mà giới hạn khoảng cách, free ship mà gửi người chiến sĩ biên phòng Nam Chờ Vũ Văn Hiên, soạn lời Minh Tuệ. Tạm biệt em, anh lên đường ra biên giới. Đã mấy mùa vải ngọt nhãn thơm, anh ra đi với tấm lòng son, tay gác súng giữ gìn đất nước. Coi thường gian nan, dù sao nói mười ngàn vẫn
anh đi giữ trọn đi mùa xuân biên giới súng chắc trong tay anh canh nghỉ giữ đất đi trời ngàn hoa lá ngọc mỹ trôi lên xanh biếc sáng thay sao khói nghĩ tỏa đứng trời đất nghĩ lại sinh nghi sôi góp nghĩ không bao người cùng nghĩ đôi ta đôi sát nghĩ cánh chung nghĩ vai dừng xây trời mùa xuân hành lý phúc từ Vô Dịch, song ca của người chú Vũ Văn Hiên. Cháu xin chào chú Phạm Văn Nghị, cô chị Hoa Nghiêm, chú Nguyễn Thế Hoàng, chị Nguyễn Thị Nụ. Cháu xin chào cả nhà, cháu xin chào toàn thể các cô chú. Đấy, mạng nó lại con quay đơ rồi đấy này, các cô chú ạ, chán ghê lắm ạ. Sau đây chúng ta gửi tới cả nhà một bài hát Lời Ru Tình Mẹ của soạn giả Nguyễn Sĩ Sang. Bài Lời Ru Tình Mẹ là một trong những bài mà cháu rất là thích và lời rất là sâu sắc. Ở cả nhà để ý về lời bài hát của cháu nhé. Lời bài hát rất hay đấy ạ. Những bài hát mà nó đi cùng mấy năm tháng luôn đấy ạ. Cháu chào cô Thúy Cần ạ.
lời du tình mẹ. Cháu xin phép bỏ qua phần hát du. Bạn hôm nay kém quá ạ. Ôi. Cả nhà xem là mạng có ổn không ạ? Mạng của cháu không lấy được nhạc rồi ấy. Chết rồi, thế này thì làm sao đây? Em chào chị Nguyễn Minh Hạnh. Xin chào đón chị. Máy của em nó đang không lấy được nhạc. Không hiểu vì sao luôn ý. Mạng ơi là mạng. Đen xì rồi thế này. Chiều tà lỡ chuyện. Cứ đứng nguyên thế này thì làm thế nào được ạ? Thôi cháu hát chay nhá. Chúc
câu lạc bộ, và cũng có thể là ở ngoài câu lạc bộ đang theo dõi trong câu lạc bộ nhà mình. Cháu xin cảm ơn cả nhà. Cháu xin chào chú soạn giả Hưng Thiên Huy. Cháu rất vui là hôm nay được sự có mặt của một soạn giả Hưng Thiên Huy, một soạn giả viết chèo rất là hay. Và trong chương trình lên sóng của cháu thì cháu đã có bài, chuẩn bị bài của chú viết để hát rồi. Nhưng mà là chuẩn bị vào cái chương trình 21 giờ của câu lạc bộ kia cơ. Nhưng mà hiện tại thì đang có mặt chú trong câu lạc bộ, nên là cháu sẽ hát tặng chú cùng với toàn thể cả nhà một bài hát của chú viết lời, mang tên Gửi Huế Thương Yêu, song ca cùng với chú Thành Nguyễn theo làn điệu Công Tử Vô Sinh. Bài rất hay đấy ạ. Sông nước lung linh soi bóng hình thiên mộ, dù xa nhau anh vẫn nhớ vẫn thương. Dẫu nắng mưa cách trở đôi đường, người em gái sông Hương vẫn chờ vẫn đợi. Dù mong trông xa xôi dịu vời, đợi cho ai để chiều tím chân mây. Em ơi nhớ thương anh bắt nhịp mì cầu. Chẳng vơi hết nỗi đợi trời,
muôn ly chung xin ly nhớ ý, bóng ý hình đôi mình ý, đôi ta dịu dàng tình xó ý sắc mặn soạn giả. Thì cháu thấy là có soạn giả chú Hưng Thiên Huy là một người viết chèo cũng rất là sâu sắc, tức là viết về lời ấy. Lời thì rất là sâu sắc, rất là có giá trị. Và cháu xin chào chú Vui Nguyễn, viết lời rất là hay đấy ạ. Có những cái bài mà luôn luôn đi cùng với những người khán giả là đã thành công rồi, theo cháu là như thế. Ví dụ như bài Gửi Huế Thương Yêu này, rồi thì Lời Chúc Của Mùa Xuân này, một bài viết về Bác. Có những bài viết về Bác rất là hay. Không biết là chú có còn ở đây không ạ? Chú còn ở đây thì cho cháu một like nhé. Cháu chào cô Tạ Thị Trung ạ. Cháu xin chào 14 quý khán giả. Chú vẫn còn ở đây đúng không ạ? Cháu xin hát một bài của chú nữa nhé, để giới thiệu cùng với cả nhà mình. Có thể là mọi người cũng biết rồi, nhưng mà đang có mặt chú ở đây. Chú Hưng Thiên Huy ơi, Lời Chúc Của Mùa Xuân này. Hiện tại thì cháu đang có những cái chương trình để hiện tại cháu đang có chương trình để tri ân tới toàn thể các cô chú là thành viên trong các câu lạc bộ đã luôn luôn ủng hộ, động viên cháu trong suốt những năm 1-2 năm đến giờ. Và có những cái chương trình để chi vinh danh những soạn giả viết lời rất là hay. Và những bài hát, những bài viết của các soạn giả, cháu đã có những chương trình rồi. Cháu xin bật mí với câu lạc bộ mình một chút thôi nhé. Còn các câu lạc bộ khác thì chưa biết đâu ạ. Đây là bí mật đấy ạ. Chú Hương Thiên Huy đang có ở đây đúng không ạ? Và chú cũng là một trong những người soạn giả cháu luôn đánh giá cao về chất lượng bài hát của chú, viết lời rất là hay. Và tiếp theo sẽ xin gửi tới cả nhà bài hát Lời Chúc Của Mùa Xuân do Hưng Thiên Huy đặc biệt. Xuân sang đỏ thắm hoa đào, mai vàng trong nắng đón chào mùa xuân. Bên nhau hạnh phúc quây quần, hương thơm lan tỏa trước sân rộn ràng. Đào thắm mai nghi vàng,
Cháu cảm ơn chú Nguyễn Thế Hoàng. Cháu xin chào 8 các cô chú trong câu lạc bộ. Và cháu xin phép hát một bài nữa để cháu dừng like nhé. Vì là cháu còn có một lịch đến 21 giờ. Bây giờ là 20:39 rồi. Thì cháu hát nốt một bài này nữa thôi, xong thì cháu sẽ nghỉ giải lao trong 15 phút để cháu đến với câu lạc bộ Yêu Dân Ca và Chèo Hải Phòng. Nhận lời mời của câu lạc bộ bên đó rồi, nên là cháu hẹn các cô chú vào một ngày không biết là đến bao giờ nữa. Thế nhưng mà nếu như còn có cơ hội thì cháu sẽ về với câu lạc bộ nhà mình để giao lưu một lần nữa. Nhưng mà chắc là cũng sẽ lâu, và có khi là cũng chưa biết thế nào được ạ. Bởi vì là sức khỏe của cháu hiện tại thì đang không tốt, nên là cháu cũng có nói với chị Hoa Nghiêm hôm nay chia sẻ một chút lúc chiều nay ạ, là sau khi cháu chạy chương trình trong vòng từ nay đến ngày 15 tháng 7 thì cháu sẽ tạm xa các cô chú một thời gian dài. Không biết là có quay trở lại với sân khấu nữa không, vì là sức khỏe của cháu đang không được tốt. Cháu sẽ hát bài Cánh Cò Lời Du của soạn tả An Hải Minh theo làn điệu Luyện Năm Cung. Trước khi lên sóng là cháu cũng đã chọn bài rồi đấy ạ. Những bài rất là hay thì cháu biết hát đấy. Cò trắng có về thăm cha.
Con chào cô Phạm Hồng ạ. Cháu chào chú Hoàng Lương, chị Hải Nghiêm, chú Vui Nguyễn, cô Tạ Thị Trung. Cháu xin chào cả nhà mình. Sau 45 phút, cháu lên giao lưu cùng với câu lạc bộ nhà mình. Cháu cảm ơn chú Nguyễn Thế Hoàng nhé. Cháu cũng đã gặp được các cô chú khán giả trong câu lạc bộ, các thành viên trong câu lạc bộ và cũng như là các quản trị viên. Không biết nói gì hơn nữa, cháu xin cảm ơn câu lạc bộ mình đã có những sự tin yêu đối với cháu để mà mời cháu về dự với câu lạc bộ nhà mình. Một lần nữa cháu xin cảm ơn toàn thể các quản trị viên, các thành viên trong câu lạc bộ. Một lời chúc sức khỏe, một lời tri ân tới toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ đã luôn luôn đồng hành cổ vũ cho câu lạc bộ cũng như là cho trang cá nhân Facebook của cháu. Và cháu cũng mong muốn là từ nay trở đi các cô chú, các anh chị đều hát tốt hơn nữa, hát hay hơn nữa và luôn luôn yêu chèo, yêu những làn điệu dân ca và có những có nhiều thành viên hơn nữa để chúng ta ngày một càng đi lên. Đấy là cái tâm nguyện của cháu như thế dành cho câu lạc bộ mình. Và một lần nữa cháu xin kính chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn yêu chèo ạ. Bây giờ thì đã 20:47 rồi, cháu xin phép được dừng like. Cháu tạm biệt các cô chú, các anh chị trong câu lạc bộ mình ạ.